phim nghĩ rằng là phim sẽ đào tạo các con ăn học cũng như là đào tạo cho các con trở thành những ngôi sao rất hay và học hành giỏi để không phụ lòng với các khán giả cũng như Wendy báo tin mừng về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ, tiết lộ tình trạng của mẹ. Thời gian qua, bệnh tình của Phi Nhung luôn được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây, con gái của Phi Nhung bất ngờ hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của mẹ với mọi người. Trao đổi với báo chí truyền thông, cô cho biết mẹ Phi Nhung của con vẫn đang được điều trị và tiến triển rất tốt theo từng ngày. Theo thông tin của Wendy được chia sẻ, tình hình hiện tại của mẹ đã có những dấu hiệu chuyển biến tốt so với thời gian đầu nhập viện điều trị. Không chỉ có y bác sĩ tận tâm giúp đỡ, mà còn nhiều khán giả và đồng nghiệp vẫn luôn cầu nguyện cho Phi Nhung có thể sớm khỏe mạnh và quay trở về bên gia đình. Trên trang cá nhân, Wendy đăng tải hình ảnh với mẹ ngày trước kèm theo dòng trạng thái: mau khỏi bệnh rồi về nhé mẹ, tháng năm ấy thật hồn nhiên và bình yên mẹ nhỉ. Đây được xem như là một tín hiệu tốt về sức khỏe của Phi Nhung sau những tháng ngày điều trị tích cực tại Mỹ. Giọng ca bông điên điển được biết là nhập viện trong tình trạng khẩn cấp và phải có sự can thiệp của máy ECMO. Trước đó có nhiều luồng thông tin xấu về tình trạng của cô được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Quản lý và người thân của Phi Nhung đã phải liên tiếp đứng ra đính chính tin đồn. Thông tin Phi Nhung mắc COVID-19 trước đó đã được quản lý Diễm Phạm thông báo trên trang cá nhân. Quản lý của Phi Nhung chia sẻ trên trang cá nhân: thay mặt Phi Nhung xin cảm ơn sự quan tâm của khán giả, báo chí trong những ngày qua. Phi Nhung đang được điều trị COVID-19 tại một trong những bệnh viện hàng đầu của nước Mỹ. Phi Nhung hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người cùng cầu nguyện cho Phi Nhung trải qua được khoảng thời gian khó khăn này.